Lần đầu vào bếp làm cà rán, cũng rất gì về này nọ đấy. Chuyện là sắp tới 20 tháng 10, muốn làm cho mẹ cái món ăn mà mẹ thích nhất. À, nhưng mà cái gì thì cũng phải qua quá trình training và tập sự đúng không nào? Thế nên là hôm nay mình quyết định làm thử gà rán để ăn trước. Nếu mà ok thì làm tiếp, mà không ok thì thôi ra hàng. Nhưng mà gà rán là phải đi đôi với khoai tây chiên đúng không nào? Nhân thể trong lúc luộc gà thì mình cũng tranh thủ sơ chế khoai tây để làm khoai tây lắc phô mai mà. Cũng tranh thủ khắc thử hình trái tim. Đến hôm đấy thì sẽ là khoai tây trái tim lắc phô mai. Cho thêm tí muối cho đậm vị, sau đó là cho vào nồi chiên thôi. Lần nào chiên khoai cũng như là đi đánh trận vậy. Tuy là dầu mỡ bắn tung tóe nhưng mà nó ngon nên vẫn phải làm. Khoai chưa chín, gà chưa chín thôi thì làm miếng kẹo mông ngồi chờ đợi. Kẹo này có 3 vị liền, ăn giống kẹo dẻo ấy mà cũng thơm thơm. Ăn nhiều lần rồi nên là mình thấy vị táo màu xanh là ngon nhất. Trông ra thì ok, khoai được rồi đấy. Khúc này thì chỉ là mang ra bát cho ráo dầu rồi sắc phô mai. Phô mai bột nha mọi người chứ không phải là phô mai kéo sợi đâu. Công nhận là mua cái phô mai này về dùng tốn lắm. Không khoai tây thì khoai lang cứ lắc đều hàng ngày. Ngoài vị mặn của phô mai là mà nó còn ngọt ngọt ý. Xong là ăn cứ cuốn miệng. Úi, hình trái tim xin phép được bẻ đôi nó ra. Giờ phút này thì chỉ có ăn mới làm ta hạnh phúc. Thế nên cái miếng trái tim thứ hai cũng cùng số phận với cái miếng đầu tiên mà thôi. Không biết sao nhưng mà mình cứ chiên khoai là đúng độ cực. Nó bở, nó mềm, xong nó cứ thơm nức cái mũi. Rồi quay ra thì thấy gà cũng ok rồi đấy. Nêm chút gia vị ướp để cho nó đậm đà xíu nha. Mắm, xì dầu, thêm chút muối bột canh và xíu xíu bột ngọt nữa. Chuẩn bị hành tỏi và giã thật là mềm ra. Giã xong thì mọi người kiếm cái dây ấy đi nó xuống là ra nước cốt. Đấy, nêm nếm như vậy là xong rồi. Bây giờ chỉ là ướp khoảng 10 phút thôi. Tiếp theo là cái thứ làm nên sự giòn. Hỗn hợp màu trắng là bột bắp, bột chiên giòn và nước nha. Dưới đều vào gà để lát nữa chiên lên cho giòn đi mà. Trộn đều rồi thì nhớ dưới thêm một chút bột chiên giòn nữa cho gà nó khô khô đi. Chuẩn bị một nồi dầu mà chắc chắn gà có thể chín, sau đó là thả cánh gà vào. Thực ra là để cho ngập dầu thì sẽ ok hơn. Mỗi tội là nhà mình nghèo lắm, thôi thì tiết kiệm dầu. Ngập nửa là đủ chín rồi, đây này chăm chỉ lật là được. Ui, kể ra cái màu nó đẹp phết ha. Tới khúc này là mình bắt đầu ngửi thấy mùi của sự thành công rồi đấy. Trông ra thì cũng vàng giòn đấy. Thôi để dưới thêm ít dầu cho chín đều. Nhưng mà khúc cuối thì vẫn phải nghiêng nồi để cho nó chín toàn bộ. Rồi xong, thành quả đây, thành quả đây. Đến cái khúc này là mình đã cho điểm tuyệt đối với cái hình thức của cái món gà mình làm rồi. Mong là đối với mẹ mình thì nó cũng gọi là ưa nhìn. Coi đi, miếng gà nó xuất sắc mà. Nó chan chứa tình yêu thương luôn. Rồi bây giờ thì là sốt chấm một chút mayonnaise rồi một chút tương ớt sẽ cho ra một hỗn hợp hoàn hảo, vừa cay tê vừa béo ngậy. Chấm mấy cái khoai tây rồi là gà rán này là hết ý luôn. Nhớ là phải trộn thật đều thì nó mới ngon. Rồi ăn thử luôn miếng khoai thì ok lắm. Nhưng mà khoai cứ để đấy. Hôm nay gà mới là nhân vật chính. Ui, bẻ miếng gà trông cũng ok đấy. Trước tiên là cái cánh gà nó nhiều thịt, ăn kiểu gì cũng đã cái miệng. Xong là đến cái sốt chấm nó béo ngậy, ăn kiểu gì cũng nịnh cái miệng. Xong là ăn cánh gà thì được gặm, nó đưa cái miệng gì đâu. Trời thì lạnh lạnh, miếng gà thì nóng hôi hổi, ôi rồi ôi. Xem đến đây mà các bạn không thèm thì mình cũng bó tay. Hôm nay thì mình chiên toàn cánh gà, nhưng mà có cái đoạn này giống đuôi gà này ăn cũng phê lắm. Vỏ nó trời ôi giòn dã man, cắn miếng mà ngập cả miệng. Thôi rồi, chốt chốt là món này cho mẹ lẹ. Mình ăn còn mê cơ mà. À mà món gì mình cũng mê. Bây giờ ăn gà nóng nóng rồi thì ăn sang cái gì mát mát cho cân bằng miệng nhỉ? Lại là trà kem tuyết đây, nhưng mà là vị chanh nha. Ăn chua chua mát lạnh kết hợp cùng cái lạnh ở ngoài trời thì nó phải gọi là tê hết hệ tuần hoàn. Món này và kẹo mông thì Tiểu Màn Thầu Shop đều bán nha mọi người. Xem đến đây mà thấy hay thì nhớ follow mình đấy.